Vâng, hôm nay là buổi sáng ngày 15 tháng 10 năm 2024. Em Lan Dừng Cường Hiền xin kính chào các bác, cô chú, anh chị. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bước chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các bà hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Đơn hàng số 1 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng mỹ nhân các bác nhé. Chậu này thì hai mầm gốc ạ. Đây ạ, mầm gốc của năm thứ 3 các bác nhé. Đây ạ, năm 1 đây, năm 2 đây và đây là năm 3. Đấy, mầm gốc năm 3. Cực kỳ là mập ạ, mập khỏe đẹp. Cái mỹ nhân này nó sẽ là cái dòng xuân và ra hoa sớm nhất trong tất cả các dòng phi điệp. Và như những cái chậu này là về với thời điểm bây giờ là các bác có thể là làm hoa được luôn nhé Làm hoa bây giờ thì nó sẽ ra hoa vào dịp Tết luôn ạ Đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 1 hai cái mầm gốc rất là đều nhau nhé Rất đều nhau và rất là đẹp hai cái mầm này thì tổng chiều dài nó rơi vào khoảng 1m6 thôi nhé Tổng khoảng 80cm một mầm Đây đơn hàng số 1 Em chuyển qua đơn hàng số 2 Đơn hàng số 2 ngày hôm nay là một chậu nái hồng mỹ nhân Chậu này cũng hai mầm gốc các bác nhé Đơn hàng số 2 này Em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình Với giá là 260.000 đồng Cho đơn hàng số 2 Em chuyển qua đơn hàng số 3 Đơn hàng số 3 ngày hôm nay Chậu lái cũng hai mầm gốc các bác hai mầm gốc Đấy, Mầm gốc rất là mập Rất là mập to khỏe Đơn hàng số 3 này Em chia sẻ cho các bác với giá là 270.000 đồng các bác Cho đơn hàng số 3 Hết đơn hàng số 3 này là hết hồng mỹ nhân Em chuyển qua đơn hàng số 4 Đơn hàng số 4 ngày hôm nay Đó là một trọng hồng á hậu Trọng này hai mầm gốc các bác nhé Đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng Cho đơn hàng số 4 Em chuyển qua đơn hàng số 5 Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một trọng nái Hồng á hậu 9 mầm gốc 9 mầm gốc các bác nhé Đơn hàng số 5 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 5 500.000 đồng Em chuyển qua đơn hàng số 6 Đơn hàng số 6 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết các bác nhé 5 cánh trắng bạch tuyết Chậu nái đẹp luôn để các bác về ngắm hoa Cái đơn hàng số 6 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng Cho đơn hàng số 6 Em chuyển qua đơn hàng số 7 Đơn hàng số 7 ngày hôm nay Một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết Chậu này 3 thân các bác nhé 3 thân dài bằng nhau chậu này thì là chắc chắn hoa rồi những cái chậu nái như này em tất cả các dòng chậu nái em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị bình ấy về là các bác 100% phần trăm các bác ngắm hoa và cái bạch tuyết này thì là một năm ấy một năm nó đẻ khoảng 3 lần một năm sẽ đẻ khoảng 3 lần nên là những cái chậu này các bác ngắm hoa rồi ấy. và cái mầm gốc thì nó lại tiếp tục đẻ đến sang năm ấy như cái chậu này ấy, là các bác sẽ đồng một bụi to luôn cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ là các bác có giá là 400.000 đồng rồi nhá 400.000 cho đơn hàng số 7 Em chuyển qua đơn hàng số 8 Đơn hàng số 8 ngày hôm nay Một chậu nái nằm cánh trắng bạch tuyết Đây ạ, thân này Rất là mập rồi nhé Chậu này thì cũng có 3 mầm gốc thôi nhá 3 mầm gốc Đơn hàng số 8 này thì em chia sẻ cho các bác Giá là 350.000 đồng Cho đơn hàng số 8 Em chuyển qua đơn hàng số 9 Đơn hàng số 9 ngày hôm nay Chậu này 5 mầm gốc thôi nhá 5 mầm gốc mầm mầm dài này mầm dài để em xem là bao nhiêu cm mầm dài này rơi vào tầm 90 cm các bác nhé 90 cm còn những mầm ngắn kia thì em cứ tính bình quân là 50 2 mét nó tầm 3 mét gần 3 mét cái chậu này rồi các bác nhé gần 3 mét chậu này rồi thân rất là dài đơn hàng số 9 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 400 000 đồng cho đơn hàng số 9 em chuyển qua đơn hàng số 10 đơn hàng số 10 ngày hôm nay một chậu nái nằm cánh trắng phú thọ bốn mầm gốc thôi nhá bốn mầm gốc rất đều và rất là đẹp cái đơn hàng số 10 nhà chia sẻ cho các bác có giá là 400 000 đồng cho đơn hàng số 10 một chậu nái quá là to mập khỏe đẹp luôn phú thọ này phú thọ các bác ngoài ngắm thân lá ra đến mùa hoa các bác sẽ ngắm mặt hoa và cái dòng phú thọ này rất là sai hoa dễ hoa và hoa rất là thơm các bác nhá một chậu nái bốn mầm gốc chậu này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm uh, 3 mét mấy rồi gần 4 mét rồi các bác nhá nằm ở trong phú thọ em chuyển qua đơn số 11 đơn số 11 ngày hôm nay đó là một chậu nái năm cánh trắng người đẹp bình dương chậu nái luôn các bác nhá các bác về ngắm hoa Đấy, nó đang nó đang bắt đầu xuống lá đây rồi Đấy, những chậu này thì 100% hoa luôn rồi cái đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 800 000 đồng nhá 800 000 đồng cho đơn số 11 em chuyển qua đơn số 12 Đơn số 12 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng Bảo Duy. Đơn số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay 5 cánh trắng Bảo Duy em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 14. 14 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng gấu trúc các bác nhé. Đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15 Đơn số 15 ngày hôm nay Em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng Em chuyển qua đơn số 16 Đơn số 16 ngày hôm nay Nằm cánh trắng gấu trúc Khi này ngoài 30 cent ngọn vẫn đang đi các bác nhé Đơn 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng Em chuyển qua đơn số 17 Đơn số 17 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng người đẹp không tên Ngọn vẫn đang đi các bác nhé Khi cắt khúc gươm tự nhiên Đơn số 17 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng trên một chậu các nhé. Một chậu một kỳ như thế này. Rất là khỏe đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng vô thường các nhé. Đơn số 18 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 19. 19 ngày hôm nay một chậu 5 cánh trắng vô thường. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 20 Đơn số 20 ngày hôm nay Đó là một chậu năm cánh trắng mắt trâu Đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng Cho đơn số 20 Em chuyển qua đơn số 21 Đơn số 21 ngày hôm nay một kỳ năm cánh trắng mắt trâu Đơn số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 Em chuyển qua đơn hàng số 22 22 ngày hôm nay một kỳ năm cánh trắng mắt trâu Đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200 000 các bác nhé 200 nghìn cho đơn hàng số 22 Em chuyển qua đơn số 23 Đơn hàng số 23 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng trương phi các bác nhé Đơn hàng số 23 này thì em chia sẻ cho các bác cái giá là 100 000 đồng Em chuyển qua đơn số 24 Đấy, Đơn số 24 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng Juliet các bác nhé Juliet kỳ rất là đẹp Đơn 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng Cho đơn số 24 Em chuyển qua đơn số 25 Đơn số 25 ngày hôm nay một kỳ Juliet Đơn 25 này em chia sẻ cho các bác giá là 200.000 đồng Em chuyển qua đơn hàng số 26 26 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng phu quý Đơn số 26 này em chia sẻ cho các bác giá là 150.000 đồng cho đơn số 26 Cái này nó là bầm gốc rồi nhá Tầm 40 cm Ngọn vẫn đang đi Em chuyển qua đơn hàng số 27 27 ngày hôm nay 27 ngày hôm nay đó là 2 kỳ 5 cánh trắng thảo nguyên 2 Đơn 27 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150 000 Em chuyển qua đơn hàng số 28. <laughs> đơn hàng số 28 ngày hôm nay thì đó là um, 3 kỳ ám lá nhựa đi qua. 3 kỳ các bác nhá. Đơn 28 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100 000 đồng cho đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn số 29. Đơn số 29 ngày hôm nay. Cái này thì còn ba cái chậu này là ba chậu lâm sung các bác nhá. Lâm sung này. Đấy, kỳ thì nó hơi nhỏ Còn lại ba chậu thôi ba chậu này thì bác nào lấy thì em chia sẻ với giá là 100 nghìn nhá Nhưng mà cái này các bác lấy thì em nhắc ra nhá Nhắc ra gửi à, Về thì là các bác trồng ba cái này vào một chậu lấy mầm gốc làm tác phẩm sáng năm nhá Đấy, Đơn số 29, 100 nghìn 3 kg Em chuyển qua đơn hàng số 30 Đơn hàng số 30 ngày hôm nay thì combo gồm có hai chậu Chậu đầu tiên này là chậu hồng xế xanh và chậu thứ hai này là chậu ám đi qua. Chậu này 2 4 5 kg. Chậu này là 2 4 cũng 5 kg. Tổng là 10 kg các bác nhá, tổng 10 kg. Em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là với giá là 100 000 các bác nhá, 100 000 đồng. 10 kg này, Ở đây. Tặng cho các bác cả một chậu đua ngọn nữa. Chậu này mẹ dài 2 mét nhá đua ngọn dài 2 mét luôn Đấy, mít đua ngọn dài 2 mét Đấy. thế thành ra là 10 10 10 và cái này là em cứ tính 2 kg thôi 12 kg 12 kg giá 100 nghìn tính ra có mấy nghìn một kỳ đúng rồi nhé Thế đơn hàng số 30 à, em chuyển qua đơn số 31 đơn hàng số 31 ngày hôm nay đó là em chia sẻ trà mi tứ quý các nhé tứ quý tư quý với nhà em thì tất cả là đều hàng đều đang nụ như thế này ạ Đấy. Đấy, về là các bác ngắm hoa luôn nhé. và tư quý bên nhà em thì nó có hai màu màu đỏ và màu hồng. đây như cây này là cây màu hồng của bác nhá. Đấy, cây này là cây màu hồng này. Đấy. Đấy, cây này là cây màu hồng. chỗ em đang nắng nắng nên là nó hơi hơi chói. Đấy. còn cây này là cây màu đỏ này các bạn này. đây ạ. Đấy, có màu hồng và màu đỏ và về khuôn bông ấy khuôn bông nó có nhiều khuôn bông khác nhau. Và chiều cao dao động của cái cây này ấy, thì nó dao động tầm khoảng 40 cho đến 50 các bác nhé. 4 đến 50 cm trên một cây. Cái này các bác về uh, sang cái chậu gốm để bàn trà thì rất là đẹp. Và nó có những cái cây ấy, cái cây như này tán nó rất là già sum xuê về các bác có thể uốn bonsai được. Cái này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng trên một bầu. Và các bác mở trong miền Nam ấy, các bác trong miền Nam thì các bác cứ trồng tứ quý, tứ quý nó sẽ hợp hơn các dòng trà khác. Các dòng trà khác thì các bác vẫn trồng được bình thường nhưng mà nó sẽ nó sẽ khó hơn. Đấy, còn cái tứ quý này thì em thấy nó rất là dễ nhá, rất là nhiều bác đấy trồng nở hoa rất là đẹp rồi. Đây là 100 000 đồng trên một bầu các nhé Cho đơn hàng à, số 31. Rồi, em chuyển qua đơn số 32. Đơn hàng số 32 ngày hôm nay đó là đỏ cung đình các bác nhá. Đỏ cung đình đang nụ. Đây ạ. Đang nụ như này. Cây rất là đẹp. Đơn hàng số 32 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng trên một bầu cho đơn hàng số 32. Em chuyển qua đơn số 33. 33 ngày hôm nay đó là bạch cổ các nhá, bạch cổ đang nụ. Đơn 33 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 34. 34 ngày hôm nay đó là một chậu lựu ngố sai nhỡ các bác nhá. Đang nụ, đang nụ đấy ạ. Đơn 34 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 280.000 đồng cho đơn số 34. Em chuyển qua đơn số 35 35 ngày hôm nay cũng là một chậu liệu ngố Đơn số 35 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150 000 Cho đơn số 35 Em chuyển qua đơn số 36 36 ngày hôm nay là liệu điểm tuyết đang nụ rồi nhá Đang nụ đây ạ Đơn số 36 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150 000 đồng trên một bầu Cho đơn 36 Em chuyển qua đơn số 37 37 ngày hôm nay đó là Hồng Phấn Cung Đình Cũng đang nụ rồi nhá Đơn 37 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150 000 đồng đơn số 37 Em chuyển qua đơn số 38 Đơn số 38 ngày hôm nay đó là một chậu hồng cổ nhá Hồng cổ cũng đang nụ Và cái dòng hồng cổ này là cái dòng mà nó ra được hai mặt bông trên cùng một cây Đơn hàng số 38 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng Em chuyển qua đơn hàng số 39 39 ngày hôm nay đó là một chậu trà thiền các bác nhá Đây ạ Lọc của thiền lên nó, nó đỏ đỏ như này ạ Đơn số 39 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng Cho đơn số 39 Em chuyển qua đơn số 40 40 ngày hôm nay là một chậu trà thiền Lọc của thiền này các bác nhé Đơn số 40 này em chia sẻ cho các bác cái giá là 300.000 đồng cho đơn số 40 Và đơn hàng số 40 cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888 Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo